Mấy anh em nào mà đang đánh chắc bụng trắng, cái con trong clip nè anh em, bây giờ nó đang vô mùa chim, nó về rất nhiều. Anh em nào đang đánh mà cần tiếng hay, tiếng chuẩn để đánh cạnh tranh thì bay là cái bản tiếng Thuận đã đánh và thử đánh rất là ăn chim nha anh em, hiệu quả nhất năm 2021. Anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận bán cho anh em bán gốc là không bị chèn nhạc nha. Còn Thuận đăng lên là Thuận kèm bài nhạc vô để giữ lời bản quyền. Anh em nào cần thì liên hệ để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận các ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cách ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm.